Như vậy mình sử dụng ở đây cái bài sử dụng các nút vẽ đường cơ bản để liệt kê các trường hợp kiểm thử bằng đường đi. Sử dụng các nút nha. Như vậy thì mình coi lại cái slide 5. Nút thì người ta cho mình sử dụng các dạng nút ở đây. Đó, sử dụng đồ thị các nút của chúng ta. Các nút trong đồ thị thì chúng ta có xuất phát, điểm bắt đầu, điểm kết thúc. Rồi cái này là xử lý tuần tự, nếu mà bước lệnh phía trên làm xong xuống lệnh dưới, lệnh dưới, lệnh dưới thì mình sẽ ghi là bước 1, bước 2, bước 3. Còn nếu như mà có lệnh if, cái này là nó tương đương với if nè. Là rẽ nhánh nè. Cái này là hai cái kết nối lại với nhau. Rồi trong này cụ thể người ta có thể vẽ như thế này. Thường là nó chỉ đi hai nhánh thôi, chứ ít khi mình đi đi ba nhánh lắm. Nó chỉ có là if rồi xuống dưới if nữa, chứ không có cái hai cái mà if mà đẻ ra ba nhánh cả. Đó, cho nên người ta vẽ thì vẽ vậy thôi. Còn cái chỗ này là CK. CK thì nó sẽ đi ra N nhánh. Còn nếu mà đây là if thì người ta vẽ giống nhau hết. Đó, CK. Chỗ này là có vòng lặp while hay là do while. Có vòng lặp. Và chúng ta sẽ ghi cái cách thực hiện. Chỗ này là người ta xây dựng đồ thị luôn. Thứ hai là kiểm tra cái độ phức tạp. Thứ ba là chọn hai bước, chọn mà những cái bước cần được test. Rồi ở đây chúng ta sẽ xây dựng đồ thị. Chỗ nào mà có if á thì chúng ta sẽ dùng hình thôi. À, đây là lệnh if. Bước 1, lệnh if. If nếu đúng thì xuống 2. Nếu sai thì xuống 11. Rồi xuống 2 xong, thực hiện 2 xong thì xuống 3 lại if tiếp. Nếu đúng qua 4, nếu sai qua 6. Nếu đúng qua 4 thì 4 xong thực hiện đến 5. 5 thì đến 10 để hợp lại. Rồi, nếu mà 10 chỗ này thì quay trở lại lên đây, đó. Như vậy thì chỗ này các bạn sẽ thấy là cái dạng người ta vẽ như vậy thôi. Còn bây giờ đối ứng với cái bài của mình thì mình sẽ vẽ cái gì? Đây, từ cái kết quả này đồ thị luôn thì mình sẽ dùng đồ thị dòng. Ví dụ từ đây mình đưa qua đây, từ đây mình đưa qua đây thì mình vẽ cái này trước, vẽ dạng hình thoi trước, rồi sau đó mình chuyển thành cái lực đồ dòng. Thì hai cái này nó có giống nhau không? Cái này bên này là nó cụ thể lệnh if riêng, thực hiện đến 2 rồi if tiếp cái số 3. Còn ở đây nó nói rằng vẽ từ 1 đi qua 2, 3. 2, 3 thì sẽ có một dòng dữ liệu đi qua 6. Còn khi nào đi qua 6 là chuyện khác. Còn bên này thì rõ ràng khi đúng thì đi qua 4, khi sai đi qua 6. Thì bên này mình sẽ thấy rõ ràng. Còn bên này thì nó chỉ nói là từ 1 qua 2, 3 thì nó có hai dòng. Một là qua 6, hai là qua 4, 5. Mình ở đây mình không nói đúng sai. Đến qua cái đồ thị dòng này mình không còn nói là đúng hay sai nữa. Nhưng mà sẽ có trường hợp rẽ nhánh. Ví dụ bạn làm một cái con robot để tách hàng đi. Tách hàng. Thì bạn cho cái hàng hóa nó chạy xuống. Một là nó đi ngách này, hai là nó đi ngách này. Còn khi nào nó đi đến ngách A, khi nào nó đi ngách B, đó là mình là chuyện khác. Nhưng mà sẽ có. Thì ở chỗ này nếu như mà đồ thị dòng thì người ta chỉ ghi vậy thôi. Nếu như từ số 1 xuống nó sẽ là 2, 3, thì từ 2, 3 này nó sẽ có hai ngách đi. Hai cái hướng đi. Một hướng là đi qua 6, một hướng đi qua 4, 5. Nếu đi qua 6 thì lại có hai hướng rẽ. Đi qua 7 hoặc đi qua 8, dù đi 7 hay đi 8 đều về chính. Thì nó gom lại đây. Rồi 2 3 đi qua 4 5 về 10, 9 cũng về 10 và quay trở lại 1. Như vậy chỗ 1 này nó lại có hai hướng đi, một là đi 2 3, 2 là xuống 11.
còn khi nào đó thì tính sau. Như vậy ở chỗ này người ta mới nói là cách này là vẽ điều khiển, cách này là vẽ về dòng. Như vậy khi mà làm cái bài 5 này thì chúng ta sẽ vẽ điều khiển trước, sau đó chúng ta sẽ vẽ về về dòng sau. Vẽ điều khiển thì nó sẽ dễ vẽ hơn, nó giống như sơ đồ khối của chúng ta khi mà chúng ta học nhập môn lập trình, y chang luôn sơ đồ khối đó. Rồi sau khi sơ đồ khối xong thì mình mới gom lại thành hình tròn hết đó. Như vậy ở chỗ này các bạn sẽ vẽ sơ đồ khối thì mình sẽ đánh dấu 1, 2, 3, 4 xuống dưới đây, pull lệnh bằng true, mình coi như đây là một lệnh. Rồi xuống đây for y bằng 2, y nhỏ hơn n, thì chỗ này nếu như xài for tức là cái gì đây ta? For là cái gì? Trong này người ta không nói for. For thực chất là một vòng lặp. Chỗ này người ta thiếu for rồi. Thiếu for rồi. Chỗ này chỉ có while và do while thôi. Thiếu một cái for. Cũng giống gì? For là while đó. While này là while điều kiện lặp vô hạn, còn for là điều kiện lặp có hạn, thì nó cũng quay lại thôi. Như vậy thì ở chỗ này thực tất của chúng ta đây là 2, if là 3, đúng không? If là 3, rồi gán cái này là 4, cái lệnh press là 5. Mình cứ làm vậy đi, tí nữa mình sẽ tin lại. Cái này là 6. Cái này là 7, 8. Tí nữa rồi mình tin gọn lại cái nào không cần ha. Đó, mình cứ ghi vậy. Tí nữa mình thấy cái nào mà nó dư thừa thì bắt đầu mình bỏ đi. Mình bỏ lần lần đi. Bỏ lần. Rồi, như vậy chỗ này từ 1. Rồi lại mất chuột nữa rồi. Rồi từ 1. Như vậy ở đây mình sẽ có một cái khối này mình vẽ là từ từ 1. Đó, từ 1. Rồi mình đi xuống 2, 2 của mình là khối điều kiện. Chỗ này là 2. 2 thì nó sẽ có hai ngã rẽ. 2 mình đi xuống tiếp. If này là 3. Một cái if nữa là 3. Chỗ này là 3. Rồi. 1 đi xuống 2. 2 đi xuống 3. Đúng sai tí nữa chúng ta đánh dấu. Rồi nếu 3 mà chia hết cho 0 thì xuống 4 5. Một nhánh rẽ là xuống 4 5 đúng không? Nếu đây thì đi xuống đây là 4, xuống đây là 5. Rồi nếu mà đúng thì đi xuống làm 4, đi xuống làm 5. Rồi làm sao nữa? Đâu? Nó phải quay về đây để nó kiểm tra đã chứ. Nó kiểm tra y có đã lớn hơn đã lớn hơn n chưa. Như vậy nó sẽ làm gì? À, khi mà thực hiện 5 xong thì nó đã thoát ra ngoài rồi. 5 là print, thực hiện 5 là chỗ này. Nếu như mà đúng như vậy thì kiểm tra là có bằng phone và print, tức là nó đi đến 6 luôn.
Đó, như vậy 6 chỗ này. 6 là gì? 6 là một cái điều kiện. Như vậy chỗ này nếu mà trong trường hợp mà 5, tức là 5 nó sẽ đi đến đến 6. Rồi, nếu chỗ này mà lệnh if này mà sai, tức là 3 sai thì sao? Đi gì đâu? Quay lại 2. Tí nữa mình vẽ cho nó khỏi bị vướng ha. 3 sai thì nó quay lại 2. Còn nếu như mà 2 này là sai, tức là y bằng n rồi thì làm gì? Y mà bằng n là kết thúc vòng for. Kết thúc vòng for thì đi đến đâu? Xuống sáu. À, kết thúc vòng for thì nó đi xuống xuống 6. Tí nữa mình vẽ lại chỗ này cho nó khỏi bị vướng. Kết thúc vòng for thì đi xuống 6. Rồi từ 6 này nếu như mà điều kiện này đúng thì đến 8. Đó, nếu điều kiện đúng thì đi đến 8. Còn không thì đi đến 9. Và cuối cùng đi về đâu? Chỗ này chúng ta sẽ có cái bắt đầu, và chỗ này kết thúc, và cuối cùng 8 về kết thúc, 9 cũng về kết thúc. Như vậy đó là cái sơ đồ mà theo điều khiển của chúng ta. Vậy lúc các bạn vẽ lại thì các bạn dùng cái raw.net để các bạn vẽ cho nó dễ. Raw.io.net đúng không? Rồi, raw.io chứ. Bạn vẽ flowchart á. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đánh dấu lại. À, bắt đầu xuống 1, xuống 1, xuống 2. Vậy chỗ này mình có gom được không? Coi bên này thử mình có gom được không? Một hai thì sau khi mà xử lý 2 3 nè thì nó giống 1 2 của mình nè đó, nhưng mà chỗ này nó quay lại phía trên 1, cho nên chỗ này nó có quay lại đây không? Không, cho nên chỗ này không gom được, bởi vì lúc mà nó quay lại nó đâu có thực hiện cái này là gán bằng true nữa đâu, mà nếu mà em gom nó quay lại một cái là nó gán bằng true luôn. Đó, còn chỗ này là nó không quay lại các bạn. Nó quay lại là nó quay lại túc trên này nè. Thì nó đi xuống đây thì khi mà nó đã đi ra hướng này thì đường nào nó cũng phải thực hiện 2. Mà thực hiện 2 thì thực hiện 3. Luôn luôn đi một cặp. Cho nên mình gom 2 3 được. Chỗ này thực hiện 4 thì chắc chắn có thực hiện 5. Mình gom một cặp. Được chưa? Cho nên chỗ này 1 và 2 không gom được. Nó quay lên nó chỉ thực hiện 2, còn 1 không thực hiện. Không gom. 4 5. Được không? À, đã thực hiện 4 thì chắc chắn thực hiện 5. Đã thực hiện 4 thì chắc chắn thực hiện 5. Cho nên đây mình gom lại và chỉ có gom mỗi chỗ này. Được không? Như vậy thì ở chỗ này mình vẽ, mình biến các cái khối này thành đường tròn, thành hình tròn hết. Và mình vẽ lại cho nó khỏi chồng. Mình vẽ lại cho nó khỏi chồng. Thì ví dụ như chỗ này bạn vẽ vô giữa. À, tẩy này đi. Ví dụ. Đây. Nếu sai thì đi ngược lên lên đây, nếu đúng thì à xuống 4 5, 4 5 mang vô, 4 5 mang vô đây, ví dụ như vậy đó. Nếu đúng thì xuống 4 5 và 4 5 xuống, rồi hết bị cắt ha. Đó, mình vẽ lại cho đẹp, hết bị cắt rồi. Như vậy là hết bị cắt rồi. Đó. Để mình vẽ lại cái sơ đồ lại cho nó đẹp là ok.
Như vậy mình đã thực hiện xong bài 5. Và khi mà người ta dùng vô, nhìn vô cái này thì người ta biết là mình cần phải test cái gì. Và kể cả những bạn về dev, các bạn cũng hình dung được luồng dữ liệu của chúng ta đi về đâu. Thì đối với bài tập này, mục đích cho chúng ta là như thế. Là bài tập số. Như vậy bây giờ chỗ này chúng ta sẽ viết lại là begin. Xong rồi xuống đến 1. Xuống đến 2. Đến hai chỗ này xuống đến 3. 3. 3. Chỗ này là 4 5. Chỗ này là 6. Chỗ này là 8. Chỗ này là 9 và chỗ này là kết thúc. Đó. Như vậy chúng ta sẽ cho ở đây là bắt đầu, là begin. Rồi chỗ này là số 1, lớn quá. Đổi màu. Chỗ này số 1. Chỗ này số 2. Chỗ này số 3. Chỗ này 4 5 6 luôn hả? 6 có điều kiện mà. Chỗ này mới 6 nè. Chỗ này không có 7 ha. Rồi chỗ này mình đổi lại thành không có 7. Của mình không có 7, bỏ 7 mất rồi. Mình ghi vậy thôi nhưng mà không có 7. Nếu ấy thì chỗ này mình bỏ 7 luôn đi. Chỗ này là 7 nè. Chỗ này là 8 nè. Đó. Như vậy chỗ này là mình sửa lại là 7 nè. Chỗ này là 8 nè. Như vậy đây là 6. Xuống đây là 7. Xuống đây là 8. Xuống đây là end. Kết thúc. Rồi sơ đồ của mình nó sẽ có dữ liệu đi từ begin xuống 1, từ 1 xuống 2, từ 2 xuống 3. 3 nó có hai ngõ rẽ. 3 nó ra 4 5 hoặc là 3 quay về 2. Đúng không? Rồi bài 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 vẽ bên kia đúng không, vẽ bên kia đúng không, à vẽ 4 5 3. Hồi nãy mình vẽ đã rối rồi, giờ mình cũng vẽ rối tiếp. Rồi ok. Ừ rồi đây đi 3 thẳng xuống 4 5. 3 thẳng xuống 4 5 hoặc là 3 quay về 2 đúng không? 3 quay về 2. Hoặc là 2, ok, 4 5 xuống 6 đúng không? Hoặc là 2 xuống 6. Đúng rồi. 6 qua 7. 7 qua 8. Và hai bạn này về end. Đó. Thì mình sẽ vẽ như vậy. Đó là cái luồng dữ liệu của mình nó đi. Chỗ này là mình đưa cái mũi tên chỗ này. Đó, con này mũi tên ở trên này. Như vậy gọi là mình vẽ bằng sơ đồ của chúng ta là hoàn thiện cái bài số 5 người ta yêu cầu. Và ở trên này người ta chỗ này người ta nói là vẽ đường cơ bản và liệt kê các trường hợp kiểm thử bằng đường đi. Là mình đã liệt kê rồi nè. Người ta chưa nói tính toán gì hết, chỉ mới liệt kê thôi. Như vậy thì các bạn đã liệt kê được. Đây, liệt kê từ 1 qua 2, từ 2 qua 3, từ 3 qua 4 5. Như vậy ở chỗ 3 này có thể là qua 4 5 hoặc có thể quay lại 2. Rồi từ 2 này có thể qua 3 hoặc có thể xuống xuống 6.
Từ 2 này có thể qua 3 hoặc có thể xuống 6. Rồi từ 6 này thì sẽ có hai ngách. Một là qua 7, hai là qua 8. Thì 7 hay 8 đều kết thúc cả. Đó, như vậy thì chúng ta đã vẽ xong sơ đồ theo cái dạng các nút.